Em tên là Nguyễn Xuân Quế, năm 1985, quê quán ở Tây Ninh. Quế đang làm công việc gì? Dạ, trước kia thì em chạy xe chở ship, nhưng mà hiện tại thì mới nghỉ đây. Hiện tại thì đang mua một chiếc xe tải, đang đi bán trái cây, thì giao trái cây cho người ta. Là hồi trước là mình làm tài xế để mình chở sếp. Dạ. À, rồi bây giờ là nghỉ nhưng vẫn làm nghề tài xế mà giờ lên chạy xe tải. Dạ, tại vì muốn ra kinh doanh riêng cho mình. Trái cây là trái cây mình chở cho người ta hay là mình tự kinh doanh luôn? Đi vô vườn lấy trái cây về để bỏ cho người ta kinh doanh. À, mình đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Bình Dương. Bình Dương là đoạn nào em? Ở Dĩ An, Bình Dương. À, Dĩ An, Bình Dương là cũng gần thành phố đúng không? Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Bạch Ngọc, em là giáo viên mầm non, sinh sống làm việc ở quận Thủ Đức luôn. Gia đình em thì cũng có 8 chị em gái, với lại còn 8 chị em gái. Em thứ mấy? Em út. Em là út. Rồi mấy chị gái là lập gia đình hết chưa? Mấy chị gái lập gia đình hết rồi. Còn một mình em nữa thôi đó phải không? Nên là hiện tại là em sống với mẹ. Rồi em năm nay nhiêu tuổi cưng? Em 83. 83. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Dạ. Chịu câu này không? Dạ chịu. Bây giờ em giới thiệu xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là quan tâm đến người khác và chăm sóc gia đình. Rồi. Rồi luôn chủ động trong cái công việc. Còn cái điểm yếu của em là có đôi lúc có cái lời nói của em đối với lại những người thân quen thì hơi thẳng thắn, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn nhẹ nhàng nhưng mà không có xúc phạm tới người khác, chỉ là thẳng thắn để cho hiểu nhau hơn thôi. Dạ. Còn gì đặc biệt nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nó cũng lâu lâu hơi hay quên. Hay quên. Dạ. Thôi những cái đó là cũng những cái trời ơi giờ ai cũng vậy. Nhiều khi công việc nhiều quá rồi mình cũng quên. Quên tạm thời thôi. Dạ. Chứ cái gì cần nhớ là nhớ đúng không? Dài, đúng không? Đó, phụ nữ hay vậy tôi biết mà. Rồi vậy còn bạn vui lên. Trời ơi hẹn hò các bạn gái sao mặt buồn so vậy? Tại gung. Gung gung gì mà gung. Rồi sao điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là biết quan tâm gia đình, chăm sóc cho gia đình vợ con. Một cái đam mê của em là đam mê ca hát với là âm nhạc. Làm một đoạn liền đi cho bớt gung. Rồi nói tiếp. Mời em. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuồng ba lá, áo cưới hình đôi bồ cầu, khăn quàng vàng. Quên lại. Ba câu rưỡi á. Quên lại. Bốn câu mà mới có ba câu rưỡi à. Có kế hoạch đám cưới chưa? Dạ có. Bao lâu nữa? Bạn bên kia cho cơ hội để làm quen thì hai người tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu nếu cảm thấy hợp với nhau thì mình sẽ tiến tới. Rồi, thế bên đây em sao? Tình trường, bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có quen, nói chung là hồi lâu rồi có quen một anh đó. Nhưng mà sau đó thì vì cái tính tình cũng không hợp nhau á, nên là chia tay. Chia tay rồi sau cũng có người thích em nhưng mà em cảm giác là không có đến được, nên là không có tìm hiểu. Từ đó tới giờ là vẫn chưa quen ai. Là rốt cuộc là có một anh. Một anh là em cảm thấy là sâu sắc trong đó. Quen được bao lâu? Cũng mấy tháng thôi. Có mấy tháng thôi, làm sao sâu và sắc? Không phải, nhưng mà tại vì cũng hai bên gia đình biết nhau nên là cũng dự định là tiến tới hôn nhân đó. Nhưng mà vì tại sao chia tay? Chắc cũng có một số hiểu lầm nhau mà anh đó anh kiểu như là không tiện để nói ra. Ví dụ cụ thể cái hiểu lầm gì? Về những cái công việc của ảnh, thời gian không dành nhiều cho mình. Rồi. Ví dụ như những cái ngày lễ thì những cái người hay quen nhau thì sẽ đi cùng nhau, là có những cái lời nói gì đó. Nhưng mà trong đây thì em cảm giác như là không có những cái đó. Rồi em hỏi ảnh. Em hỏi ảnh. Rồi ảnh im lặng. Thì ảnh im lặng. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Thì cũng mấy năm rồi chị. Trời ơi, một cô gái dễ thương như vậy mà bao nhiêu năm trời chỉ có một mối tình có mấy tháng thôi mà còn chưa được trọn vẹn nữa. Còn em thì sao? Dạ em có hai mối tình nè chị. Hai mối tình, kể nghe coi. Mối tình đầu tiên là người vợ em. Ồ, có vợ rồi hả? Dạ em có vợ rồi. Có con chưa? Dạ có rồi chị. Mấy tuổi? Đứa lớn, nhỏ gái lớn là 15 tuổi, đứa trai nhỏ 13 tuổi rồi chị. Hai đứa con 15 với 13. Trời ơi, tuổi trẻ tài cao dữ chú. Đó, mới 19 tuổi lập gia đình. Trời đất ơi, rồi chia tay vợ bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi chị. Ở nhau được bao lâu? Ở chắc tại vì đẻ con cái năm 1 á, nhưng mà ở nhau chừng khoảng 3 năm gì đó là ly dị rồi. Con đứa đẻ đứa nhỏ ra mới có được có chưa từng tuổi là ly dị. Trời đất. Hai đứa con em nuôi luôn? Dạ hai đứa con em nuôi từ đó tới giờ luôn. Rồi hiện giờ là hai đứa nhỏ ở với ai? Em cũng có cái mẹ cho em cái đất trên nhà, có các cái nhà nhỏ kế bên là trên Tây Ninh á. Dạ Tây Ninh á. Là hai đứa cháu ở gần bà nội? Dạ sát bà nội. À còn em là giờ em đi làm lại em ở với Bình Dương luôn. Dạ.
Rồi bao lâu về thăm con lần? Có khi tháng, có khi nửa tháng thì lo em đi làm, nếu đi ngang đi về em thăm. Còn không có việc gì đó em mới về. Coi như là hai đứa nhỏ là ở nhà riêng, nhưng mà có bà nội chạy qua chạy lại với bà nội. Dạ đúng rồi chị. Tụi nó lo được cơm nước đồ này kia hết mọi thứ được rồi, phải không? Có được, đứa lớn nó lớn nó tự lo hết rồi. Đứa lớn là gái đúng không? Dạ. Chị gái lo được cho em trai ha, thôi cũng ổn rồi. Hai đứa nhỏ nó có ý kiến gì về việc em tiến thêm bước nữa không? Dạ không, chị đứa nhỏ hồi năm rồi còn đi học mà năm nay mới nghỉ nghỉ hồi năm rồi luôn chứ. Ủa sao chị nghỉ học sớm vậy? Thì em cho đi học thì không chịu đi học nữa, kêu giờ nghỉ ra làm, kêu chỉ nghe bà nội với lại sớm nói kêu để đi ra làm tự lập tự lo cho cuộc sống này, cho ba tự kiếm cuộc sống riêng của mình, cứ lo từ nhỏ lớn lên giờ. Trời ý kiến nó vậy cho nên nó không chịu đi học, nó lo cho con không đi học được. Con muốn vậy đó, nó muốn tự đi làm kiếm tiền chứ nó không cần ba nuôi nữa. Dạ. À còn em còn đi học. Dạ em còn đi học. Thôi ráng lo cho thằng nhỏ đi học hành nha. Con gái thì tới đó cũng được, nhưng mà thằng trai ráng cho nó học hành ít nhất tôi tốt nghiệp 12 rồi đàng hoàng nha. Dạ. Đừng để con nghỉ học nữa nha. Dạ. Rồi mối tình thứ hai. Vậy mối tình thứ hai quen chia tay đây cách đây cũng 2 năm rồi. Quen được bao lâu? Quen cũng khoảng 8 tháng 9 tháng gì đó, cũng như làm ở Bình Dương luôn. Người đó thì quê ở Hà Tĩnh. Nhưng mà đi vào Bình Dương làm công nhân. Rồi trong thời gian quen tìm hiểu ở đây thì hai đứa quen nhau, về tới về quê ngoài Hà Tĩnh ngoài thì gia đình không chấp nhận, gia đình kêu nếu như mà chấp nhận cho hai đứa đến nhau thì vẫn chấp nhận, nhưng mà với một điều kiện là con em cứ giao cho nội hay là giao cho ai cũng được, còn nếu mà em nuôi là người ta không cho đồng ý, cho nên là có nghĩa là người ta đồng ý gả con gái cho em với điều kiện là em phải giao con cho bà nội nuôi. Dạ. Còn em mà nuôi con thì là người ta không gả. Dạ đúng rồi. Ủa gì kỳ vậy? Tại bên kia cũng có đứa con trai cũng lớn rồi, với lại bên nhà người ta không đồng ý nữa, người ta nói à, là bên đó cũng gãy đổ luôn, cũng có đứa con trai riêng nữa. Dạ. Nghe hoàn cảnh của ảnh trước tiên em thấy sao cái đã, cảm nhận như thế nào? Thấy hoàn cảnh của cái anh bên đó thì cũng hơi buồn. Dạ, buồn, nhất là buồn cho hai đứa nhỏ. Thì bản thân em á là dạy về mầm non nên là tất cả cái gì á là về tốt nhất là em đều dành cho trẻ hết. Nếu như mà không cái sự việc mà giữa hai người lớn mà không quá đến mức độ mà để ly dị á thì cũng không nên lắm. Tại vì bây giờ nó thiếu thốn tình cảm á. Mà giờ ở xa cha xa mẹ nữa thì không biết cái tình cảm người bé nó như thế nào á. Thành ra là cũng buồn cho bên đó. Không, thì thật ra cũng may mà ảnh cũng có cái điều kiện ổn định, cũng có được cái nhà cho tụi nhỏ yên ổn để ở. Thật ra cũng có bà nội kế bên thì cũng không đến nỗi nào, cũng chạy ra chạy vào. Chứ thật ra đàn ông dù có sâu sát cỡ nào, gà trống nuôi con mà cũng không thể bằng cái sự chăm sóc của người mẹ được. Rồi cảm ơn hai bạn đã chia sẻ về cái việc tình cảm ha. Thế bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cũng muốn tìm người bạn trai thì cũng độc lập, bao dung, với lại biết chăm sóc gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì chắc cao trên 1m65 là được. Ừ. Dạ. Rồi, vậy còn em? Dạ em cần tìm một người phụ nữ hiểu về hoàn cảnh của em, biết thông cảm, chia sẻ, lo lắng cho gia đình là được rồi chứ. Chứ còn cái bề ngoài hay là mọi cái thứ em không quan tâm đến chị. Mà có hình không em? Cho coi hình coi nè. Trời ơi, đứng sắp lớp vậy đó hả? 2, 4, ủa sao mới có 7 vậy? Đó đám cưới chị Chính em. À, cho nên cô dâu không có mặt ở đây. Đó, một vàng đó, 8 cô tiên nữ, ủa quên 7 cô tiên nữ. Thầy, 3 chàng trai chọn 1 chàng. Tìm đi, coi cô gái là ai, cầm lên, cầm hình lên coi đi em. Con gái Út nha, đó, Út đó, với 6 bà chị, ảnh là ai? Em nghĩ nè. Tại sao chọn anh đó? Tại em thích người hút thuốc. Không thích người hút thuốc, vậy sao không chọn anh giữa? Không, anh giữa em nghĩ là ông sếp của anh. Ông sếp của anh hả? Ủa cái này đi uống cà phê với bạn bè đó. Rồi vậy là chỉ à, chỉ anh áo xanh ngồi bên tay trái bên đây chọn ai? Cái này cũng được. Cô áo trắng phải không? Rồi để xem, nhìn về cửa trái tim thì tôi sẽ mở cửa trái tim này ra cho hai bạn xem cảm nhận của mình hôm nay đúng không. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube 2, và mối hẹn hò 3, cùng hai MC cười khà với các cặp đôi hôm nay nhé. Chọn anh sếp đi là đúng rồi. Trời ơi, em có muốn quà để tặng cho em? Cổ tưởng đâu cái anh áo trắng chính giữa là sếp của em. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn. Rồi dễ thương ha. Xem quà quà là gì vậy cưng? Coi coi mở quà ra là gì. Này là ý nghĩa của nó là gì? Em muốn tặng cho cái anh này là một cây viết, là khi nào mà sử dụng cây viết thì nhớ đến em. Là trong đó là có kèm thêm hai cái ruột viết nữa, ví dụ như là lúc mà hết cái thì mình có thể thay vô để mà tì hao. Rồi còn cuốn sách? Còn cuốn sách này là nói là đời mình còn dài nên là không có gì phải hoang mang.
thành ra là có những cái câu chuyện nhỏ trong đó. Sao nó trùng hợp với hoàn cảnh của anh này vậy ta? Đời còn dài lắm, cứ từ từ bình tĩnh sống nha Cưng nha. Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ có thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng. Em ở Thủ Đức, ở ngay chợ luôn hay ngay sau chợ em? Dạ, ngay chợ Thủ Đức luôn. Chợ. À, sao luôn Bưu Điện á. Bưu Điện Thủ Đức. Chợ đó chợ anh cũng biết, tại mới đi ngang hồi nãy đi ra đây cũng đi đường đó, nhưng đường đó hoài. Biết. Em đi dạy chắc là chủ nhật em được nghỉ đúng không? Em dạy bên trường của nhà nước nên là thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Dạ. Nếu như mà tiến tới để mà có cái một cái kế hoạch gì đó thật sự á cho cái tương lai á, thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Ví dụ như bây giờ đã có hai bé rồi, thì bây giờ tiến tới thì gia đình nào cũng phải cần có em bé, thành ra là anh sẽ nghĩ chuyện đó như thế nào? Vì cái lúc mà anh ly dị xong, hồi còn sống với vợ thì ở chung với mẹ, nhưng mà khi ly dị xong anh hai đứa nhỏ anh cũng cố gắng anh làm cái nhà riêng để cho hai đứa con ở, là cái dự tính của anh sau này nếu có lập gia đình á, thì một là anh sẽ ở Bình Dương, thì anh làm Bình Dương đang quen công việc Bình Dương rồi. Còn hai là có thể là tùy vào cái hoàn cảnh ở lúc sau khi lập gia đình. Còn con cái thì anh cũng như coi là có chỗ để cho nó ấy ở rồi. Cái công việc của anh á thì có đi cái xe tải đường dài hay không? À không em, tại anh đi lấy hàng dòng ở Đồng Nai với ở miền Tây, mình về giao lại cho mấy cái mối bằng hàng ở chợ với An rồi với vòng vòng để thiêu rồi thôi à. Vòng gần nhà không. Vậy sao công việc thì anh thích làm cái gì? Rồi mời chị, bên đây chị của bạn trai phải không? Dạ. Hai chị đứng hai bên nè. Chị Tám giới thiệu trước nè, chị Tám tên gì chị Tám? Chị Tám tên là Bạch Ngọc Thùy Vi. À, chị Tám năm nay nhiêu tuổi? Chị Tám 42 tuổi. 42 tuổi, chắc cưng em gái dữ lắm, còn đứa nhỏ chưa có gả ha. Ở nhà má hay là mấy chị kia có nay có dặn dò gì bữa nay không? Ừ, dặn là Út đi, Út dù gì Út cũng cho mình cơ hội. Cho mình cơ hội. Nhưng mà giờ với cái sự hiện diện của bạn trai bên đây, chị Tám có nhận xét gì? Thấy bạn này nói chuyện nghe cũng thật. Thấy hoàn cảnh bên đó là cũng là thấy thương hai đứa nhỏ. Nhưng mà gia đình mình có ngại không? Vấn đề ngại thì mình không ngại. Quan trọng là hai bạn sống với nhau hạnh phúc là ok. Dạ. Thế còn chị giới thiệu chị tên gì đi ạ? Dạ em tên Lan. Lan, chị Lan năm nay nhiêu tuổi? Em 38 tuổi. Là chị sao của... Là chị họ của ta, của Quế. Chị họ của Quế. Dạ. Rồi chị là đang sống ở dưới Tây Ninh hay là ở dưới Bình Dương? Em đang ở Bình Dương. Dạ, nhận xét về Quế thì chị thấy là Quế có những cái còn có những khuyết điểm hay là những cái tật xấu gì không? Dạ em thấy em của em thì thấy cũng ổn, tại vì biết lo làm ăn. Còn cái hoàn cảnh của em nó thì... Hoàn cảnh của em nó thì em thấy cũng thương. Bây giờ em cũng hy vọng là như là nếu mà em này thương như kiểu cho hai bên tìm hiểu với nhau, cho một cơ hội với nhau, ăn đồng quen. Dạ, chị nhận thấy bạn gái này như thế nào? Thấy dễ thương, hiền. Thì em cũng hy vọng là cho em gái này, cho em của em là một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cho em một cơ hội ha. Dạ. Nhưng mà thật sự mọi sự cố gắng là cũng phải từ bạn trai. Đúng. Rồi còn chị, nói một câu với em gái mình luôn để trước khi mà hai bọn trẻ quyết định. Hạnh phúc là do bạn thôi. Dạ. Thì bạn cho bạn đó cơ hội tìm hiểu với nhau. Tự hai người tìm hiểu với nhau, đến với nhau. Em đứng lên nè, nói thế mặt câu em trai sao? Thì cũng hiền chứ. Thuyết phục chị vợ tương lai coi, biết đâu được. Rồi về một chị này là nói ra tới 8 chị kia lận đó. Em nói một câu thể hiện bản lĩnh mình coi nè. Hoàn cảnh của em nó cũng... Cười chưa? Có chị. Trời ơi, có cười cho tôi chưa thấy luôn á. Vui lên. Rồi đọc cái câu cho nó cho chị coi. Bạn nam, hai cộng bạn nữ đi một vòng. Vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Mặt váy hả? Thôi giờ bạn trai đứng lên qua bên đây, xin mượn cái tay bạn gái, đứng nắm tay bạn gái, rồi hát một bài tặng bạn gái, được không? Mới quên bài gì luôn. Trời ơi, quên bài gì? Ông mới qua tới đó ông quên bài gì luôn rồi. Bây giờ xin nắm tay bạn gái trước đi. Xin phép gia đình với xin phép anh cho anh. Rồi có động lực nắm phải bắt tay, nắm tay hai tay đi rồi cho nó chắc, đỡ run. Rồi nhớ bài hát đi. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuông ba lá. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn quàng rằng đừng đói bác đau. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bác tiền. Trời ơi, đợt quá, đợt này được 5 câu rồi. Có nắm tay, có thêm động lực. Rồi, từ chỗ đi hai bạn. Rồi bây giờ, trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, thì chị muốn hai bạn nhìn nhau một xíu qua trái tim này, lắng động lại ha. Kiểm tra xem từ nãy giờ mình trao đổi với nhau những gì. Kiểm tra lại cảm xúc của mình. Mỗi người chỉ muốn là nói với đối phương một câu nữa thôi. Nói cái gì cũng được, tận lòng mình. Cảm xúc hiện tại, thích hay không thích, rung động hay không rung động, cảm nghĩ gì về đối phương hoặc là bản thân mình, cảm nhận gì về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
mỗi người một câu chân thành rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Rồi mời hai bạn. Trước tiên em cũng xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Cát Tường đã tạo điều kiện cho hai đứa em gặp trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái cuộc trò chuyện hồi nãy giờ tuy rằng nó ngắn ngủi nhưng mà mong em hiểu ra cho anh một cơ hội để có thêm một cái gia đình nhỏ của mình. Anh hứa sẽ không để cho em phải thất vọng về một cái gia đình nhỏ của mình. Mời em gái, em muốn nói gì không? Em cũng cảm ơn chương trình. Vậy cảm ơn chị Cát Tường đã kết nối cho những cái tâm hồn FA. Thật ra là qua cái tiếp xúc với anh này thì em nghĩ là anh này có cái sự chân thật ở trong đó. Thì em cũng cảm động về cái sự chân thành đó. Rồi, bao nhiêu đó là được rồi, chúng ta hãy tự suy nghĩ, tự cảm nhận. Và bây giờ các bạn hãy đến với cái giây phút này. Đây là cái giây phút mình sống thật nhất với trái tim của mình. Chúng ta bấm nút khi thật sự có sự rung động. Bấm nút khi cảm thấy đối phương thật sự là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Bấm nút khi nghĩ rằng đối phương có thể mang đến cho chúng ta một cái khoảng thời gian bên nhau tìm hiểu thật ngọt ngào. Chúng ta không bấm nút vì lịch sự, không bấm nút vì tội nghiệp, không bấm nút vì hoàn cảnh, mà phải bấm nút vì thật sự sự rung động của ta. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý có quyền rút tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn về bên đây ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm ơn vì đã đến với chương trình. Cảm ơn đã có những phút rất là trải lòng, rất là chân thành. Thưa quý vị, không biết mọi người theo dõi trên sóng truyền hình thì mọi người thấy như thế nào. Nhưng Cát Tường đứng tại đây thì cảm nhận được sự chân thành của cặp đôi này. Đặc biệt Tường rất trân trọng cái tình cảm của cô gái. Mặc dù là chưa một lần kết hôn nhưng mà cô ấy có những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Cũng có lẽ là do tiếp xúc nhiều với trẻ con từ nhỏ nên cô có một cái tấm lòng rất là rộng lượng, rất là bao dung, rất là tình cảm và chị rất là trân trọng. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn sẽ có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Qua đi nhiều người nhiều hình lắm. Coi là cái này kiếm coi ai là Minh Duyên. Nãy giờ mình nói chuyện cảm nhận của mình đó, cô nào là cô Minh Duyên và thích cô nào tôi làm hai cho hết rồi, có 4 cô đó thôi. Xoài, ông không xoài mặt mà ông đi xoài cây cảnh thằng sâu lưng này. Tự vì em đó, nếu mà làm cơ quan nhà nước cái mặt của cái mặt của nhà. Ông cũng chi tiết lắm nha, ông không coi cái mặt đâu, coi cái cảnh đằng sau á. Hai người giữa là gặp phải không? Bây giờ chỉ có người đầu với người cuối phải không? Suy nghĩ cho kỹ đi, đầu hay cuối? Cuối thì chị vậy? Tại sao chọn cuối sau khi bật bật cái đầu xong mình lại chọn cái cuối? Lý do à? Dễ đẹp hơn. Rồi ok, bên đây. Dạ. Ông nào? Dạ. Lý do sao chọn ông đó? Không, cũng giống như em nhìn cái bối cảnh phía sau. À, thấy nhà phía sau có vẻ vô hàng tương lý quá ha. Dạ, tại bên đây thì nhìn thấy không. Không phải ha. Dạ. Với lại cái chất giọng á, em nghĩ là nó sẽ đềm đềm. Ờ, mà tính ra này thì hình xấu hơn ngoài bất ngờ đó. Rồi, xin mời hai cái bạn hãy nhìn về phía cửa sổ trái tim, tôi sẽ mở cửa ra nha. Rồi, bên này hai bạn đọc đúng không nha? Tên, 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 tên. Xin xác này, lần đầu tiên đọc ở đúng trời. Dạ, anh, đây là cái món quà mà những cái sản phẩm mà tự tay em làm á, xin gửi anh. Chương trình đó, các bạn tại vườn quê, cơm, phân sữa. Để vô đây, để vô đây, tôi có ghé rồi, có cái gì xong. Dạ, cái rượu bổ qua rồi. Rượu này là dị bệnh hay gì em? Dạ, nó giúp an thần, dễ ngủ gì. Hay gì đây? Dạ, hai hai chai giống nhau. Tao tặng coi cái gì nước màu khó mà để kho cá cho tình. Dạ đó, nãy anh nói anh ướp thịt em tặng cái đó cho ướp thịt đó. Nước màu khó này cái gì? Ớt. Dạ, một ớt. Còn cái vỏ này là sản xuất luôn phải không? Dạ đó. Luôn cả cái vỏ luôn nha. Thì cái đó là tự làm. Dạ. Mình đó. Sao? Mình cảm nhận đi mà. Còn bây giờ cảm nhận khi trái tim mở cửa ra thì cảm nhận như thế nào? Hả? Thì em nói không có bây giờ là có những người bằng bên ngoài gặp nhau thì thấy cảm xúc trong người như thế nào? Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt.
Không, anh nghĩ với em sao anh cứ nói đi, không sao. Anh nói đi, anh nhìn mà em tỏ anh. Cưng quá, đã chưa có nhìn thấy cưng bây giờ, nhìn thấy cũng cưng. Em cũng nhìn thấy cũng ăn thật tao đi cha. Thì phải nói vậy thôi, lần đầu tiên gặp em thì em phải cảm nhận sao rồi chứ chợ. Sao anh tính ở vậy, anh lên chương trình này chơi anh. Dạ không anh, nhưng mà em nói trước nha, tại vì lên đây thì em gán kiểu không có khóc nữa, mà mít ướt em khóc ơn á. Nên là ra khi mà anh thương một cái người nhiều tổn thương á, anh có đủ bao dung để thương không? Nói xù quá. Ông thí dụ như công việc của em vậy thì sao, anh có làm khó vậy anh không hay làm sao? Tại em đi làm nhà nước, em đi làm thêm mấy cái dự án ở ngoài nữa, em không có đủ thời gian ở nhà đâu. Còn cái nữa làm gì? Dạ. Dạ. Không, em kinh doanh nên em cũng ít có làm việc nhà lắm anh, chỉ cuối tuần em mới làm lần thôi à. Dạ. Mua đó có mua đồ điện, mua máy giặt. Đó, cái đó em có sẵn à. Nhưng mà không có thời gian anh ơi, nếu mà anh ngồi giặt đồ thì không có thời gian để anh đi làm kiếm tiền. Ví dụ anh thích ăn cái gì đó em phải nấu cho anh ăn được, nhưng mà giống như để dành thời gian cho có việc đó thì khó. Cái lỗ thuật nữa. Em hỏi anh cái nha, ví dụ như hai đứa có bất đồng quan điểm, có cãi nhau á, thì thường cái cách giải quyết mâu thuẫn của anh là sao? Anh có bỏ đi chỗ khác không? Là đi đâu anh? Đây là khi hai đứa cãi nhau là anh bỏ đi. Nhưng mà có đi khỏi nhà không, mà đi đâu ra ngoài kiếm người khác không á, ý là em hỏi vậy đó. Không, tại em sợ những cái lúc mà hai người cãi nhau cái xong giận em bỏ đi ra ngoài, cái gặp người khác an ủi đồ này kia, cái xong đi theo người ta luôn. Đi dọc ra cả ao cho nó thoáng mát cái là đi vô lại đó. Thì thí dụ như mà anh sai rồi em giận anh rồi anh sao? Em có cái là vì công việc của em thì tiếp xúc khách hàng cũng nhiều, tại em làm trong bệnh viện là cũng khách hàng á anh, rồi đối tượng tiếp xúc của em cũng đa dạng, đoàn cũng có người lớn tuổi mình bạn cũng có. Rồi thí dụ như tiếp xúc nhiều như vậy là anh có ghen? Mẹ em hỏi trước nha. Rồi cũng thì nó làm tiền của con cũng đã ghen tu gì nữa. Ổn áp hả? Ổn áp là sao? 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 Ổn á
cho hai người ngồi tâm sự với nhau một chút, cùng thưởng thức một bữa cơm trưa của chương trình. Chương trình là ăn trưa nha, mà trò chuyện với nhau hạnh phúc nữa, chúng tôi sẽ quay lại. Rồi, cảm ơn hai bạn, mời hai bạn cùng ngồi nghỉ. Rồi, dọn đi. Cha em 65, mẹ em 60. Mà cha mẹ em cũng yếu. Cha em bị tai biến lần 3 rồi. Mẹ thì lần nhất. Nên em và con Út em ở chung với cha mẹ em lo cho cha mẹ. Thí dụ như nãy nói là về ở chung vậy á. Ba má em không chịu đi sao? Tại ba má em nhận miếng đất đó là ở tới già tới chết bị đâu hết á. Rồi sao anh? Nhưng mà công việc của anh thì sao đi được? Thường là anh đang thích ăn món gì? Kho khô hay kho lạnh? Dạ, không món đó em nấu được. À, thật ra em nhỏ mở quán ăn thì cái gì em cũng nấu được. Nhưng mà em hay làm đồ nhậu nha. Không biết ăn được. Hồi đó em học nấu ăn là em học nấu đồ nhậu trước rồi em mới học nấu ăn. Trước anh làm ở đâu anh? Quyền Thanh Trị luôn hả? Lý do ra khỏi ngành do mình nghĩ anh mà. Cha em xưa cũng là công an của Tiền Giang. Sau này lấy mẹ em mà cha mới về bên đây. Cha cũng bỏ nhà đi. Em hồi đó làm công an là lương ít lắm. Nên khi sanh em xong thì cha thấy là làm cái nghề nó không có lo được cho bốn anh chị em á. Nên là cha nó không bỏ. Anh hiện tại anh có mấy anh chị em?